Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Đầu tiên, xin mời khách mời là diễn viên Lê Trang. Lê Trang rất vui, xin chào tất cả quý vị khán giả trong chương trình Thử Thách Bất Ngờ. Ủa em ghét chị hay sao mà em đứng xa chị dữ vậy Trang? Dạ không, em đứng xa để cho cảm giác mình không có bị tủi thân. Sao vậy? Tại vì em mập. Ủa? Đâu có liên quan gì đâu. Em mập, em đứng gần chị á thì chị ốm hơn là thấy em sẽ mập hơn nữa. Thà đứng xa như vậy người ta bớt so sánh. Hợp lý không? Không, chương trình của mình á là chương trình thi thố về ngôn ngữ tiếng Việt. Dạ. Không có liên quan gì về thời trang á, cho nên là không có cần mà phải đặt nặng cái chuyện đó đâu cô nương. Vậy chị đứng ra luôn đi, em đứng giữa luôn cho. Ủa? Dạ. Ủa? Hai coi bộ là mới vừa vô mà thấy hơi căng căng rồi nha. Mục tiêu của em tới đây là mong quý vị khán giả xem chương trình Thử Thách Bất Ngờ sẽ không có bị căng thẳng khi mà tụi em đem những bất ngờ cho quý vị khán giả. À, có nghĩa là bây giờ bất ngờ nào đang chờ đón quý vị khán giả đây đúng không? Và khách mời thứ hai của chúng ta đó chính là diễn viên Hải Phất. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Hải Vót. Hiện tại em đang... Hải gì em? Hải Vót ạ. Vót hả? Vót. Vót. Vót, vót là... Nhưng mà tại sao lại là Hải Vót? À. Vót là bay cao lên bầu trời. Trời ơi. Trời ơi. Công việc hiện tại của em thì đang là một diễn viên trẻ ạ. Nhưng mà chưa nổi, nhưng mà kiểu gì cũng lên thôi ạ. Hay tự khai luôn kìa trời. Trời đất ơi. Vậy luôn hả? Dạ. Và khách mời tiếp theo của chúng ta đó chính là diễn viên Ngọc Tưởng. Ngọc Tưởng xin chào Tường Vi, chào Trang, chào Hải Vót và chào quý vị khán giả. Ngọc Tưởng giới thiệu luôn, Tưởng tên là Ngọc Tưởng, người thương thì gọi là Tưởng Tử Tế, người không thương gọi là Tưởng Tưng Tửng. Về âm nhạc, Tưởng hơi tự ti, về diễn xuất Tưởng rất là tự tin. Chơi chương trình này Tưởng mong muốn Tưởng và đồng đội luôn luôn tiến tới. Yeah. Rồi. Thấy chưa? Tiêu chí của chương trình anh với ông là vừa là đối thủ mà vừa là đồng đội. Nhưng mà khi nào là đối thủ, khi nào là đồng đội thì một lát nữa em sẽ bật mí. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón khách mời cuối cùng của chúng ta nha. Xin mời người mẫu Thảo Linh. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Xin chào Tường Vi, chào chú Ngọc Tường, chào chú Ngọc Tường, chào chú Ngọc Tường. Chào cha. Hôm nay em tên là Thảo Linh, em đang là học sinh lớp 15 và hiện tại là người mẫu ảnh ạ. À. Ta còn chém ăn tên ta chú. Đang là chị một dạng là chào chú Ngọc Tưởng. Dạ, thật ra tại vì con xem những phim của chú từ lúc con còn 4-5 tuổi, từ lúc con ngồi con xem phim ở nhà mẹ con á, là con đã thấy chú rồi. Thôi nhưng mà thực ra là anh Ngọc Tưởng còn trẻ lắm, cho nên là bây giờ mình gọi bằng anh thôi. Dạ, anh Ngọc Tưởng. Anh Tưởng ha, anh mới có hai mấy à. Trời ơi, vừa mới sinh nhật 26 tuổi. Có bộ là bốn người chơi của chúng ta sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ, nhiều điều đặc biệt cũng như là nhiều tiếng cười cho quý vị khán giả đây. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi đầu tiên mang tên Biệt đội ngôn ngữ.